ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Lương của anh đó. Dạ cảm ơn anh nhiều. Anh sao? Em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì? Không, là em muốn kiếm cái nhà trọ gần đây. Dạ để có gì mà anh có kêu em thì em qua chỗ tiện. Lỡ có bữa nào anh mệt quá, anh thở hơi lên, em tới không kịp, kỳ lắm. Ý là anh muốn thuê một cái nhà trọ gần nhà thôi. Dạ đúng rồi, mà em kiếm hoài không có cái nhà trọ nào gần ở đây hết trơn á. Mà mướn khách sạn thì mắc quá, em không có đủ tiền, cho nên giờ không biết tính làm sao giờ nữa. Ý anh muốn là, hay là anh muốn tôi trả tiền khách sạn cho anh? Không, trời ơi, tiền bạc gì anh ơi, không phải tiền khách sạn đó. Thì tăng lương hả? Đi làm ai không muốn tăng lương. Nhưng mà trong cái chuyện này nó không phải vấn đề đó. Gì chứ, chuyện gì? Hả? Vấn đề gì? Thôi bây giờ em nói thẳng luôn nha. Nói thẳng vô vấn đề luôn nè. Tại vì em cũng lo lắng cho anh. Nhiều khi anh cần em quá, anh gọi mà em ở xa quá, em chạy tới không kịp thì anh buồn. Em không muốn anh buồn. Dạ. Đó cho nên là em muốn cái chỗ nào nó gần gũi với anh. Đó cho nó tiện việc qua lại. Nói chung là em muốn ở đây được không anh? Muốn ở nhà luôn. Ý là anh muốn vô nhà tôi ở luôn hả? Dạ. Thì ở nhà anh thôi chứ đâu phải vô nhà anh ở. Anh nói nghe làm như em chiếm nhà của anh hay gì. Tôi biết là anh lo cho tôi. Dạ. Nhưng mà anh muốn là vợ tôi ly dị với tôi để anh vô đây anh ở luôn đúng không? Trời đất ơi. Trời đất ơi, thằng nào đồn vậy? Ai đồn vậy? Ai đồn mắt mờ mắt miệng vậy? Ai? Vợ tôi đó. Anh tự nhiên anh đi tin vợ anh. Cái gì? Anh nói gì tôi nghe không rõ. Trời ơi, hết chuyện đi, anh đi tin vợ anh. Ôi vợ tôi không tin, chẳng lẽ tôi tin anh hả? Đúng rồi. Em nói cho anh nghe nè. Em làm tất cả những chuyện này là vì anh. Vì tôi hả? Dạ. Ôi tốt quá. Dạ vì tôi tốt. Dạ. Nhưng mà tôi có chuyện này muốn nói với anh nè. Dạ anh cứ nói. Kể từ ngày hôm nay á. Dạ hôm nay nè. Anh nghỉ việc nha. Dạ. Ủa là sao anh nghỉ chi vậy? Anh như tôi muốn anh nghỉ ngơi dài hạn đó anh. Không có, em khỏe lắm, không cần nghỉ ngơi làm chi đâu, nghỉ làm chi. Khỏe lắm. Nói thẳng là tôi đuổi anh đó. Anh đuổi em sao? Ừ. Anh đuổi em sao? Chứ sao? Em đâu có làm cái gì sai đâu mà anh đuổi em. Không có sai, không dạ, có gì sai hết. Không có gì sai hết á. Anh không sai. Dạ. Thì ai? Ai là người xúi vợ tôi ly dị với tôi? Dạ em. Ai? Ai là người nói với thằng Hải là tôi bóng? Dạ em luôn. Người ta nói anh đào mỏ tôi đâu có tính. Ôi sao kỳ vậy? Bây giờ tôi mới biết. Ủa nó đâu liên quan gì đâu, cái chuyện đào mỏ với cái chuyện anh bóng nó đâu có liên quan gì đâu. Cái gì? Anh nói gì tôi bóng? Thì không phải là anh tôi sao? Tôi sao? Anh yêu em đúng không? Yêu ông nội mày chứ yêu. Biến ra khỏi nhà tao liền. Dạ. Lẹ lên. Dạ. Anh cho em xin tiền lương anh. Biến. Ủa rồi bà mở cho nó chưa vậy? Có mà, tôi có mở mà. Mở rồi sao kỳ vậy? Sao không thấy nó đâu hết trơn vậy? Ủa sao kỳ vậy ta? Từ cái cửa vô nhà mình ngắn ngủn mà chỉ đi gì như tòa lâu đài vậy. Cô tỷ, nãy giờ cô thấy chị hai vô chưa? Tôi ra mở cửa đàng hoàng mà tôi mở một cái xong cái tôi chạy vô luôn. Trời đất ơi, cô có thấy chị hai không? Cái quan trọng là như vậy. Bà đó, tôi nói thiệt với bà đó, bà đừng có nói với tôi dám đó, bà ra bà mở cửa nó chưa kịp vô bà đóng mẹ nó vô rồi mà sập cửa luôn rồi đó. Mẹ ơi, mẹ gì vậy? Con hồi hộp quá mẹ ơi.
Sao hồi hộp? Sao hồi hộp? Giống như là lần đầu mà con chắc Ngọc qua nhà mình đó mẹ. Qua nhà ăn cơm á. Rồi mọi người chuẩn bị làm cho Ngọc bất ngờ á. Rồi xong con cầu hôn với Ngọc đó mẹ. Con phải cứng rắn lên, con phải tự tin lên. I believe you, I believe you. Thôi như vậy anh cầu hôn lại lần nữa. Ừ. Đâu được, cưới rồi cầu hôn gì. Nhưng mà cái này giận nhau thôi mà. Giận cái gì giận, cái hình thức nó như vậy. Nhưng mà nội dung có thay đổi. Bây giờ anh đang lo là không biết là Ngọc có chấp nhận tha thứ cho anh hay không nữa. Em chấp nhận. Tự nhiên cái con xuất hiện như ma vậy đó. Trời ơi, sao tôi chịu nè. Là con vô cửa sau nãy giờ rồi. Trời ơi, bà này thế tình. Tôi nghĩ sao trong đầu là có y chang vậy luôn á bà. Thiệt. Trời ơi. Tôi cũng thôi chứ có kể đi. Bà xã. Anh I believe you, I believe you. Dạ anh nói đi, cố lên. Thôi mọi người, mới nhỏ thôi, từ từ để anh ấy tự tin rồi anh ấy mới nói được chứ. Anh hai này, mình là đàn ông mà, là trụ cột của gia đình mà, hiểu không? Thể hiện liền, chứng minh liền anh. Nói đi, để em. Mày im đi, mày để tao tự nói. Mày từ từ thôi. Bà xã, ý anh là anh gặp lại em á, giống như là cái cảm giác mà tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm mới quen nhau. Gặp lại hả? Bà này nó chết quớt rồi, không có ăn nhập gì hết trơn á. Anh nhớ em nhiều lắm mà anh không biết là diễn tả cái nỗi nhớ như thế nào, cho nên là anh mới là nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa, bâng khuâng khi con còn nhỏ, tan ca bố đón đưa. Ơi, cái bài này là anh hát kiểu như vậy là hát gì cho đứa con rồi. À, bây giờ anh hát về chẳng khác nào anh xem chị Ngọc là đứa con anh. Hát gì kỳ quá. Con á, con vô duyên quá. Sao con vô duyên? Vô duyên quá. Anh con muốn hát cái gì kệ anh con đi. Nhiều khi anh con tưởng tượng là anh con có con là sao? Con chưa có con phải đặt con chỉ kinh nghiệm con vô duyên quá. Vậy con không bao giờ hát bài này được. Mẹ, con yêu mẹ. Me too. Try. Ý anh nói I là... I have you. Là... Ok, come on. Dạ. Yeah. Ý anh là anh muốn tặng em cái bó hoa này thay cho cái lời từ biệt. Thay tiễn biệt. Cái gì? Thay dính biệt. Cái gì? Ý anh nói là anh muốn tặng em bó hoa này thay cho lời xin lỗi. Chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Thank you.